Dạ. 2, 3. Sao anh? À, review idol. Biết cái vui như vậy. Sai Nhật Bản rồi. Em kêu review idol là gì? Phải kêu Hồ Ngọc Hà. À, review idol. Hồ Ngọc Hà. Trời ơi. Dạ, ông này đẹp quá anh ơi. Dạ dễ sao vậy? Tươi lắm. Mọi người ơi, nhìn gì ai mà biết mẹ ba con rồi đâu. Tươi xanh. Rồi, da mặt. Xài gì, À, MOI Cosmetic. Dạ. Đồ đạc đồ đi mẹ. Dạ, cái đầm đây là... Chị thấy trên TikTok em mỗi lần em rồi em hay đánh. Dạ, đánh chị Hà bị hổ. Với lại anh Minh đang cho em khen cái nữa. Cái đầm của anh Lâm Gia Khang quá đẹp. Hashtag Lâm Gia Khang. Hashtag Love Song. Và các bạn ơi, ngày mai hãy cùng mua vé vào lúc 6 giờ để ủng hộ cho chị Hà tại Ticket Pop nè. Hoặc là qua hotline 0909 0909805200 hoặc 0909514091. Hay quá. Và 8 giờ hãy đón xem MV Lời Nói Dối Ngọc Ngà. Tuyệt vời. Có tập trung. Đúng rồi. Không có sợ lãng ăn chôm chôm mọi người vui quá. Hôm nay bây giờ mình nghiêm túc lại nãy vui vẻ vậy ha. Thế bây giờ hôm nay được gặp chị Hà trên đây đến dự một cái buổi họp báo rất là quan trọng trong một cái dự án sắp tới của chị Hà nữa. Em có muốn gửi lời chúc gì cũng như có một lời nhắn nhủ gì đến với khán giả của em đúng không? Để ủng hộ cho chị Hà sắp tới. Hai bác đi nhìn em cười. Sao có đi gọi bác lại chồng luôn không? Hôm nay em được đến đây thì em cảm giác rất là vinh dự, bởi vì là được chị Hà mời đến thì em cũng mong rằng là lớp sau của chị Hà tổ chức tại Đà Nẵng sẽ được diễn ra một cách rất là trọn vẹn và mọi người sẽ cùng nhau tận hưởng một đêm nhạc thật tuyệt vời và có nhiều cảm xúc để mọi người sau này mọi người nhớ lại là mình và Hồ Ngọc Hà đã cùng nhau tận hưởng một đêm nhạc vô cùng tuyệt vời ạ. Quá là dễ thương. Dạ. Bây giờ là Thảo Di rồi, rất là dễ thương rồi. Cảm ơn em nha, Tina Thảo Thi. Và hy vọng rằng sẽ gặp em trong sắp tới tại Đà Nẵng ha, lớp sau ha. Bánh nhẹ, cảm ơn anh. Dạ ơi. Đồng gia nắm được. Dạ, một tràng hứa tay cảm ơn Tina Thảo Thi rất là nhiều. Không quay gì hú chị nha em. Khùng đó, chứ chị cũng... một xíu nữa quay chị cũng không, chứ cũng không được bình thường đâu. Dạ vâng, rất là dễ. Thì chúng ta có một bữa tiệc dạ rồi ạ. Đến từ và ngày hôm nay buổi giới thiệu lớp song lớp Việt Nam tại Đà Nẵng do Thi của các bạn thực hiện. Và chỉ còn một ít phút nữa thôi thì sự kiện của chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu. Hiện nay thì chúng tôi kính mong tất cả quý vị đang còn ở khu vực bên ngoài, chúng ta hãy tiến vào khu vực bên trong đầy những chiếc ghế trống này. Và đây chính là một cái không gian mà Team Production cũng như là ekip của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng dành cho tất cả quý vị trong một cái không gian vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là ấm cúng và ý nghĩa cùng với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà quý vị nhé. Rồi, cứ như thế ạ. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,